À, hôm nay tôi xin giới thiệu một món ăn mà tất cả mọi người đều biết đến, mà đặc biệt đó là vùng Nam Bộ, đó là món ăn mắm. Mà hôm nay tôi giới thiệu đó là một cái lẩu mắm đặc biệt của lẩu mắm Châu Đốc. Nghĩ tới Châu Đốc thì ai cũng nghĩ tới là mắm. Lẩu mắm này thì theo được pha chế là từ các loại mắm của đồng bằng, là mắm của mắm 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 đồng, giờ gồm các loại mắm như mắm chèn, mắm sặc, còn mắm cá rô. Mắm này thì tụi tôi nấu chung với các loại cá tươi, gồm có cá bông lau, cá kèo, cá lóc hoặc là các loại lương, và trong đó có bù thêm là thịt heo, các loại mà thịt tươi sống như là mực, tôm, tép. Gồm quan trọng nhất là gỏi lẩu mắm là được ăn chung với loại 20 loại rau. Đó là cái đặc sản mà tụi tôi cần giới thiệu. Gồm có như rau đắng nè, rau má, rau nhút, kèo nèo, rau muống, rau cải, rau mà đặc biệt nhất là rau bông súng với lại bông sao đũa, vân vân. Trên dưới đây tụi tôi làm tới 20 loại là hết. Trong thành phần chính của lẩu mắm thì gồm có các cá, mực, ốc, thịt bò và tép tươi, ăn chung với lại bún. Sau khi các bạn nhúng loại tươi sống này vào thì chấm với các mắm me, ăn với lại bún với rau. Vẽ ạ, tức là làng Đông Ngạc, tỉnh Hà Đông. Đây có cá lóc tươi, nấm rơm, thịt gà và giò sống viên tròn. Rau thì có rau cần, cần ta, rau cải cúc, hành lá, rau cải xanh và rau thì là với hành lá trộn chung với nhau. Thế tất cả này thì khi mà nước dùng của mình sôi lên rồi đó, thì mình nhúng tất cả những thứ này vô. Nó thành ra một cái món cá nhúng mà ăn vào cái khí hậu mát mát thì rất tốt. Có thể ăn với bún hay ăn không cũng được. Cá nhúng làng Vẽ. Dạ, làng Vẽ tức là Cá làng Đông nhúng Ngạc. này có thể nấu từ chất Thì nấu từ nước xương gà và nước xương cá, còn cá lóc lọc ra lấy nạc hết rồi. Cái gà cũng lọc nạc hết, để xương đã nấu nấu lấy nước dùng. Cộng thêm với cái nước nhúng cái rau cải luôn, cho tất cả vô đây. Rồi mình nêm nếm cho thơm ngon đó ạ. Tất cả các thứ mà thịt cá sống mình nhúng vô, thịt gà tái mình nhúng vô, rồi rau cũng còn sống cả, mình nhúng vô hết và mình có thể ăn riêng một mình nó hoặc là ăn với bún cũng được. Món cá nhúng làng Vẽ này thì cần những rau rau cần ta này, rau cần ta, rau cải cúc, rau cải xanh,
và hành lá trộn chung với thì là. Còn đây là cái hành lá củ của nó tỉa ra thành hoa như thế này, giống như hoa huệ. Tất cả là nhúng vô với cá và thịt gà với nấm với giò sống. Nhúng lòng vẽ này thì có thể ăn riêng một mình nó hoặc là ăn thêm với bún. Đây là món bí tần, thì quả bí ngô mình lấy cái nắp ra rồi bỏ hết cái ruột ở trong đi để thành ra cái chỗ để mình chứa cái nhân. Thì đây là cái nắp của nó rồi, đậy vô. Thì cái nhân của nó gồm có tôm nè, tôm bóc nõn, thịt nạc, giò sống, cua bể, rỉa lấy thịt nạc, lấy nạc của cua đó, hành tây, nấm hương. Rồi, tất cả các thứ mình nêm nếm cho vừa ngon, à còn hạt sen luộc chín nữa. Rồi nêm nếm cho vừa ngon rồi mình nhồi vô trong trái bí này và đem hấp. Thì mình có thể bày tiệc này trong một, đây là một món ăn chơi đó ạ. Có thể là ngon miệng và cũng đẹp nữa. Hai món đặc sắc là ốc hấp lá gừng và ốc đậu của dược sĩ Nguyễn Thị Tiến, tức là bà Nguyễn Đức Hòe. Đây ạ, xin nhường lời cho chị Tiến. Đây là hai món đặc biệt thường được dùng trong đầu bữa ăn, tức là coi như mấy món ăn chơi đó. Và thường, tức là được coi như món bữa ăn đầu, bữa ăn món khai vị đó. Thì đây là món ốc hấp lá gừng, món đặc sản thường được chế tạo bằng, tức là giò sống và ốc với lại thịt và một số các gia vị như hành, ngò, tiêu gì đó, và được nấm hương và mộc nhĩ, một số gia vị đó, tất cả đều đem trộn đều. Và với lại cái đặc biệt là được gói trong các cái lá gừng sẽ tạo cái hương vị thơm cho món ăn, và trong cái món bên trong cũng có gừng, và gừng băm và giã nhỏ và lấy vắt lấy cái chất nước cốt của gừng đó, cho nên khi hấp nó sẽ tỏa ra rất mùi rất thơm. Và dùng để nhét vào là cái lá gừng, có thể thay bằng lá dứa, nhưng mà lá gừng thường có hương vị thơm hơn. Và thường không kiếm được, có thể thay bằng lá dứa, nhưng mà đúng vị của nó là vị lá gừng, và trong cũng có chất gừng, tức là cái chất cốt của củ gừng đó, nó tạo cái vị thơm. Và cái chất để kết dính là chất giò sống đó. Ngoài có thêm hành và thêm thịt heo nữa, nhưng mà cái đó là chất phụ thôi, chất chính là giò sống và ốc. Còn món thứ hai là dạ thưa vỏ ốc là phải làm sao lấy ra nó không bị vỡ cái đáy đó, nó tức là còn nguyên dạng cái ốc đó, nó rất là đẹp đó. Vâng, và rửa giật, vâng đó, rửa sạch cái khô và chỉ lấy cái phần trên của ốc thôi, và được thái rất nhỏ chứ không được băm. Nếu mà băm, có một số các vị hướng dẫn trên đài truyền hình nói là làm ốc hấp lá gừng băm thì nó mất ngon rồi, tại vì băm thì nó nát rồi, tức là phải để nguyên và thái từng miếng thì nó mới có cái vị giòn đó, nó mới vị giòn chứ không băm được. Còn đây là món ốc đậu chiên giòn. Thì tuy là gọi là ốc đậu nhưng thật sự không có một chút nào là ốc cả, mà không có một chút gì là đậu cả. Và được chế tạo bằng nước suýt gà, phải là thịt gà chứ, nếu mà nước suýt heo thì nó bị hay, nước dùng gà chứ thịt heo nó hay bị nhão ra. Với lại bột mì và bột nếp, đó, cái chất chính là bột nếp nó tạo cái vị mềm nhão đó. Và chất một chút giăm bông đó, đó. Và với lại hành tây được hơi phi để cho vừa cái độ mềm thôi, chứ nó không cháy, nhưng nó không còn sống để nó tạo vị sực sực. Tức ăn người ta không thể nhận ra cái cấu tạo của nó là món là chất gì. Tức ăn chỉ cái thành phẩm tây, sự thật là hai món này đều là sẽ không được ngon lắm đâu, tại vì sẽ là phải là thường thường được xếp bia khi mà khách ngồi vào bàn tiệc rồi mới đem từ trong nồi ra, tức là phải thật nóng, ăn thật nóng. Cái này tức là ăn cũng vậy, tức là thật nóng vừa mới gấp ra thì phải xếp bia vào bàn liền, chứ tụi tôi đem từ nhà lên đây tất nhiên nó mất giòn rồi, đó nó nguội mất rồi, tức là phải xếp bia ngay lúc mà vừa mới gấp ở trong chảo ra.
Và cái yêu cầu của thành phẩm là cái này phải ngoài thì rất là giòn mà trong thì rất là mềm đó, trong mềm nhão rằng người ta nghĩ là không thể nào chiên được như vậy, để trong nó rất là mềm chứ nó đấy. À thì cái này đặc biệt là phải để tủ lạnh thì nó mới hơi tạo cái vị cứng thì mới chiên được đó, chứ nếu mà để ngoài thì là thì không thể nào chiên được. Vâng, tức là yêu cầu thành phẩm là phải bên ngoài rất giòn mà trong lại rất mềm đó, thì là khó chiên, người ta không biết là sao chiên được trong mềm như thế mà chiên được. Bởi vậy phải chiên ngay lúc là vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra, nó còn cái khối của tủ lạnh rồi mới cắt ra từng khuôn quân cờ chiên, tẩm bột năng chiên đó. Trong cái thành phẩm bên trong thì là bột mì và bột nếp, nhưng cái để chiên bên ngoài thì là bột năng đó. Như vậy có không chiên được dầu hay chiên mỡ ạ? Chiên dầu mà phải chiên nổi mỡ, từ mỡ dầu thật, dầu, nóng, thật nóng rồi mới chiên. Tức là thành phẩm này không được đạt yêu cầu lắm, tức là phải ngoài thật giòn vì đem từ nhà lên đây, thành như là trong thì thật mềm, mất cái giòn đi rồi. Dạ vâng, nó mất cái mềm nên cái giòn đi rồi. Cảm ơn Tiến nhiều. À, món độc đáo của miền Bắc là món bánh đúc riêu cua và món bánh đúc đậu rán. Dạ, thì thưa đây là bánh bánh đúc trắng, chỉ có bột gạo không thôi. Và bánh đúc thì dĩ nhiên phải có vôi ạ, nước vôi. Thế ăn món bánh đúc này thì với riêu cua này, thì cua đồng lọc lấy nước trong và nấu, cái chất chua của nó có thể là bằng mẻ hoặc là me. Với nấu với cà chua rồi cho hành lá và rau thể là rau, mấy thứ rau xanh xanh đó, rau ngổ của miền Bắc đó. Đây là món bánh đúc riêu cua, thì có ăn thêm với rau này là rau chuối, rau chuối này, để cái bắp chuối hoặc là cây chuối non, rau muống trẻ, rau tiết tô và rau kinh giới và rau húng, mấy thứ đó để ăn với bánh đúc riêu cua. Nếu nhạt thì có thể thêm nước mắm mặn và ớt. Thế còn bánh đúc đậu rán thì bánh đúc này là bánh đúc lá dứa, có trong đó có cũng là bột gạo với bột năng, nhưng mà có thêm thịt nạc, hoặc là nếu muốn ăn mỡ thì ăn thịt mỡ, nhưng mà chúng tôi không muốn ăn mỡ nhiều cho nên ăn thịt nạc, và có lạc luộc chín với lá dứa màu xanh, ăn với đậu rán giòn và chấm tương bắc, đặc biệt là cái này phải chấm tương bắc. Đây là món bánh ướt thịt nướng, ở bên ngoài là bánh ướt, còn ở bên trong đó thì thịt heo ướp với ruốc, mè, tiêu, hành, nước mắm và đem lên nướng. Xong rồi đó thì cuốn với lại rau sống và bún ở bên trong. Còn cái nước chấm đó thì làm với đậu phộng rang giả nhỏ và thịt nạc dăm vằm nhỏ, xào lên với dầu, xong rồi đó thì đổ tương bắc vào và xong rồi thì chúng ta nếm vừa ăn là được. Và muốn ăn ngon đó thì thông thường người Huế đó thì ăn ớt rất là nhiều, thành ra phải có một chút ớt và một chút tỏi. Đây là món cuốn tôm chua. Thì ở bên ngoài đó là chúng ta cuốn bằng bánh tráng và bánh ướt, còn ở bên trong thì gồm có rau muống, thơm, khoai lang và bún. Chúng ta cuốn dài xong rồi thì chúng ta cắt từng khoanh cỡ 3 cm và chúng ta để ở trên mỗi một cái khoanh về đó là một lát thịt luộc, thịt bắp đùi đó, chúng ta chọn sao
nạc và mỡ cho cân. Và ở trên miếng thịt bắp đùi đó thì chúng ta thêm vào một con tôm chua, gọi là cuộn tôm chua. Và để chấm với món này đó thì có một cái món chấm, thức chấm đặc biệt là làm bằng khoai lang dạ nhỏ, trộn với ruốc, tỏi và dầu. Và chúng ta nếm vừa ăn, không cần phải có đường hay bột ngọt gì cả, bởi vì khoai lang đó đã rất là ngọt rồi. Là món đặc sản Huế thứ ba, gọi là khối, chúng ta làm bằng thịt heo dạ nhỏ, thịt nạc đó, không có lẫn mỡ, dạ nhỏ. Xong rồi đó thì chúng ta nêm nước mắm, phải kho đi chứ đừng có để tươi. Tiêu, một chút bột ngọt, một chút đường và một miếng mỡ gãy nhỏ sắc rối. Xong rồi đó thì chúng ta làm lại thành cái viên như thế này, và chúng ta lấy đũa hay là cái ghim gì đó, chúng ta ghim ghim từng cái lỗ á, chúng ta cho thêm tiêu trắng, tiêu hạt trắng, tép tỏi, một tép lớn á thì chúng ta cắt bổn ra, tép nhỏ á thì chúng ta chẻ đôi, còn tép nhỏ xíu á thì chúng ta để nguyên như vậy. Và chúng ta lót ở bên dưới và ở xung quanh lá chanh, rồi xong là hấp. Hấp là nó giống như là chả, nhưng mà nó có khác mùi vị, đó là có cái mùi chanh, vậy là mùi tiêu hột tỏi. Dạ không, gọi là khối, tại vì mình làm u lên như thế này nè, thành ra gọi là khối. Canada cũng như là sang Mỹ thì có những người rất là hoan nghênh, và chính ông Nguyễn Tấn Đời một trong những người mà yêu cầu giáo sư Trần Văn Khê đó là sang 10 cuốn để cho con cháu, rồi sang đại học, một cái đại học ở Mỹ thì cũng thế, nhiều sinh viên Việt Nam mà muốn sang cái phim đó. Và riêng chúng khi chúng tôi dạy cái môn văn hóa Việt Nam tại Đại Hùng Vương thì rất nhiều các em đã thu hoạch đó, đã biết rằng là rất cảm ơn Đại Hùng Vương đã cho các em về cội nguồn, và thực tế những cái đó là các em đã thấy cái tự hào dân tộc mình về văn hóa, về âm nhạc. Chúng tôi thấy rằng là một cái bộ phận của văn hóa mà chúng ta bỏ quên hay là không quan tâm tới, theo tôi đó là vấn đề ăn uống. Nếu thế kỷ tới văn hóa của chúng ta đóng góp cái gì thật là lớn trên cái bề rộng lớn của thế giới thì tôi nghĩ có thể đó là cái món ăn hay là thức ăn uống của Việt Nam. Và vì vậy
cách đây một thời gian, các thầy trong ban lãnh đạo của Đại Hồng Vương thì họp lại nhau và nghĩ rằng là sẽ có lẽ là sẽ trường sẽ thành lập một cái khoa ăn uống ở Việt Nam, thì để mà chuẩn bị cho cái vấn đề mà đào tạo như thế đó, thì một nhóm chúng tôi, một nhóm là nghiên cứu món ăn Việt Nam, ngày hôm nay thì chúng tôi rất lên làm hân hạnh để đón tiếp các bác, các anh chị ở đây. Thì chúng tôi rất là vui mừng ngày hôm nay đó, thì có phải nói rằng là rất nhiều người quan tâm đến văn hóa mà rất là nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta đây đó. Ngoài ban lãnh đạo của trường Đại Hồng Vương đó, thì có giáo sư Mujahid ra, các chủ tịch hội đồng quản trị, tức là giáo sư Trung Công Án, và trong ban giám hiệu như thầy Nguyễn Trung Tú ra, người rất là quan tâm. Rồi đến tiếp theo là bác Hoàng Xuân Việt, vừa thấy là bác Trang Ánh, là những cái người mà phải nói là rất là quan tâm đến văn hóa Việt Nam, và chúng tôi rất là vui sướng hân hạnh ngày hôm nay đón tiếp. Và ngoài ra thì các thầy cô, các chủ trưởng khoa, các thầy chi bộ, bí thư của chi bộ đảng, cũng như tất cả mọi các thầy, các cô trong thân hữu. Và riêng ở đây thì có đồng chí Nguyễn Đại Đức Thi, là nguyên là bí thư của chi bộ của khoa sử trên Cao đẳng Sư phạm, cũng như giáo sư. Tôi biết ngày hôm nay, và sau đó thì chúng tôi sẽ giới thiệu các món ăn đặc sản. Sau các món đặc sản đó thì quý vị ở đây sẽ được cũng được nếm qua món đặc sản trong khi mình giới thiệu, rồi đến giới thiệu các bơm cơm, trong đó có bơm cơm cung đình, bơm cơm miền Trung là Huế đó, rồi bơm cơm miền Bắc cao cấp, rồi miền Nam cao cấp, tức là tiệc, rồi đến cái bơm cơm trên giới thiệu là đây là thực tế đã có nấu đấy, và vị hoàng đế cuối cùng của Việt Nam đã thưởng thức rất thích đấy. Và ngoài ra có một số món ăn ở miền ở Huế, đặc Huế. Thì sẽ tí nữa thì đến cái mâm cung đình đó thì sẽ chị sẽ giới thiệu. Cái người mà số 2 đó là dược sĩ Phạm Văn Loan và bà xã của tôi. Và nhà tôi nấu chuyên về các món ở miền Bắc, cả từ dân dã cho đến đến tiệc. Ngoài ra thì chúng tôi còn rất nhiều, mà những từng người đó, từng người có thể là một vài món. Tôi xin giới thiệu là phu nhân của giáo sư Nguyễn Đức Hòe, chủ nhiệm khoa của Nhật ngữ, là dược sĩ Nguyễn Thị Tiến. Ngoài ra thì có hai bác sĩ đó, xin mời chị Anh với lại chị Viên, bác sĩ Anh với bác sĩ Viên, các luôn luôn đảm bảo. Ngoài ra thì tôi xin đại diện giới thiệu đại diện là em Phát Động Phan Năng, nhưng mà là hiện giờ đang là hiệu trưởng của một cái trường cấp 2 ở thành phố Pháp. Riêng cái nhóm của em Pháp sẽ làm cái món cái mâm cơm dân dã Nam Bộ và một vài món đặc sản, trong đó có món gỏi cóc và cá nướng cá lóc nước chua. Thì như vậy là cái ngoài ra thì một số người đó thì chúng tôi không có mặt ở đây đó, nhưng mà cũng đã tham gia tích cực. Thế thì chúng tôi xin trước hiệp là giới thiệu những cái món về uống trước. Uống thì đầu tiên quý vị tới đó thì các em đã chào mời đó, là cái món thứ nhất là nước gối hay là chè tươi.
đó là có cái món là chè hoa cúc, là mấy cái món mà cũng đặc biệt Việt Nam. Thì ngoài ra thì đây là những cái món mà uống chút nữa thì quý vị sẽ uống là cái sữa đậu nành. Sữa đậu nành thì là rất là thường nhưng mà chính nhà làm. Thế còn đặc biệt đây là món đế, món đế Bà Điểm. Rất là ngon, và tí nữa là quý vị có thưởng thức. Đây cũng là món món rượu nhưng mà là rượu quốc, từ rượu đế là quốc gia đó, cũng là ở bên Bà Điểm. Và một cũng rượu quốc nữa đó của bác sĩ Huyền đấy. Đây là về món về uống. Thế bây giờ thì quý vị thấy là cái món có cái hoa đó, hoa đang trước mặt đấy, là đây là hoa đu đủ, là làm bằng cái trái cây đu đủ xanh, là nhuộm là cái màu hồng hay là màu vàng. Thế là làm bằng hoa và vài hoa ăn được, hoa này có thể là ăn được. Đây là hoa. Thế ngoài ra thì quý vị sẽ thấy có một cái chắp chầu. Chắp chầu đó thì có cái chầu mà là cánh phượng. Là cánh phượng đây. Đây là, và cau này đấy, là cau là được chỗ hoa. Thì đây là cái chữ thủy. Đây là chầu. Đây cái thuốc lào đây đó thì tôi nghĩ là cái miếu này là mình qua nước cho nên là không hiểu là bác sĩ Ngô Dây Hi đánh giá thế nào, có thể nó tốt là tức là nó đỡ hơn là thuốc lá mà có độc lọc, không? Có nước lọc, vâng. Thì có cái ống nhổ ngày xưa. Thế đây là cái mâm nồng. Tí nữa sẽ giới thiệu cái món ăn đặc sản là lần lượt. Đây đặc biệt đấy thì này có cái món gọi là chúng tôi gọi là tráng miệng ăn tiêm, do cô Dương Anh, cô Dương Anh, Dương Anh cũng chịu lên khó. Thì đây đó thì là cái món này đó thì là ăn tiêm là vì là dưa hấu thì biết rồi, nhưng mà trong đó thì nó cũng có nhiều dưa lắm, và được từng miếng nhỏ từng tròn. Có tay thì là tí nữa là có thể là quý vị sẽ xem cái phần mà phần tráng miệng đó. Thì ngoài ra thì còn có mấy loại chè, cái loại chè thì là để tí nữa là chè xôi nước, chè bắp, chè là kia vòng. Thì bây giờ tiếp theo đó là những cái món ăn đặc sản, món ăn chơi đấy, món ăn chơi. Cái món này là cái món mà món gọi là món chả túi trứng nâu cơ, ý nghĩa của một bọc trứng chấm trứng đó của nâu cơ. Thì chúng tôi đã có ở đây đó thì cũng có anh Trác là trưởng phòng chuyên môn về vấn đề xét nghiệm ở Pasteur đó, trưởng khoa xét nghiệm, nhưng mà trưởng phòng xét nghiệm, trưởng khoa phó trưởng khoa xét nghiệm nhưng mà trưởng phòng này đó. Thì có chúng tôi có nhu cầu để mà xét nghiệm, trong đó có cái món món trứng túi, món trứng túi đó, nâu cơ. Thì đây đã có kết quả, thì đại khái là thế này, là cái hàm lượng nước trong 100 gram thì rất là nhiều, 65% cơ. Thì nó có nhiều chất như là protein khô, chất béo, chất xơ, muối khoáng này, để còn lại là glycid này. Thì năng lượng là 190/100 gram. Có vitamin A, vitamin B1, vitamin C, mà cholesterol thì cái này nó hơi nhiều một chút, tức là 18,20 trong 100 mg. Thế nhưng mà là gồm có ba cái túi đó đó. Thì mới được là như vậy là 100 gram. Vì vậy chúng ta ăn một túi hay là một miếng không sao cả. Nhưng mà ngoài ra thì chúng tôi còn xét nghiệm một số các món nữa. Thế cái món thứ hai đó là cái món mà hành cuốn hành rồi là có tôm, có giò,
phải có trứng để hành để cuốn. Cái món này ăn cũng rất là dễ. Đã. Cái món thứ ba là cái món này là món mà rất đơn giản, nhưng mà tí nữa là xin quý vị thưởng thức. Là cái món này là làm bằng bắp, là chả bắp. Cái bắp đó là bắp non nhuyễn ra và thành làm chả. Nhưng mà mình thì ở Việt Nam mình đặc biệt đó, là nó không ăn một món không bao giờ mà ăn thuần, nó ăn những cái luôn luôn là những rau, trong đó thì có những cái rau thêm vô, nhưng mà rất đơn giản. Nhưng mà quý vị thử thưởng thức đó, nó ăn một trong cái món mà trong bốn món chơi này đó chúng tôi giới thiệu đó, là cái món đây là gọi là nem chua mực cuốn. Cuộn bây giờ đó thì phải nói là loại cuộn bây giờ là ở ngoại quốc họ rất thích, bởi vì nhiều rau ăn nó rất dễ. Chỉ có cái chua, cái nem chua đó thì vấn đề vào vi sinh đó thì hơi ngại. Thế nhưng mà nếu mình ta làm mà sạch đó thì sẽ người ta rất thích. Đó, đó là bốn cái món. Dạ, thì trong khi chờ đợi chúng tôi giới thiệu món khác đó thì chúng tôi sẽ đưa đến quý vị thử xem những cái lời mà tôi vừa nói đó nó như thế nào. Mời các anh ở dưới mà kia có mai mời. Chúng tôi có của Việt Nam sau khi mà được thưởng thức cũng như là có thể xem các món như vậy là hơn 40 món lần lượt đặc sản cũng như là ở trong các bức tường hiện nay. Mời bác, mời bác. À, lần sau nữa. Đây là lá gừng chứ không phải lá liền, ghi nó sai. Đây là bóc chồi lá gừng. Vâng, cái người mà sản xuất nấu cái món này tên là dược sĩ Tiến đấy, là phu nhân của thầy mẹ đấy. Đây, chị Tiến đấy, vâng, chị Tiến. Vâng, dạ. Bên đây giới thiệu rồi. Dạ, cái món này thì cho cái đặc điểm thế nào? Bên đây vừa mới giới thiệu lúc mà trình bày món ăn rồi. À, vâng. Tức là mình có tạo mấy bởi giò sống với lại thịt heo và ốc. Bình thường tức là người ta thái ra cho nó giòn đây, chứ không có băm. Và một số các gia vị để tạo cái vị thơm như là gừng. Tức là cái điều có điểm của nó là bằng lá gừng và gừng cái nước cốt gừng đó. Tức là sắc nhỏ ra lấy cái nước cốt với lại nấm hương, mộc nhĩ và hành tỏi, một số chất tạo về hương vị đó. Nhưng cái này đặc biệt là phải ăn rất nóng, chứ ăn bây giờ thì quý vị chắc thấy nó không còn ngon. Cảm ơn thứ hai của chị. Được ăn đều bữa trong các cái bữa tiệc mà ngày xưa trước thì rất là nhiều, như bây giờ thì gần như mất cái ít phổ biến rồi. Được cấu tạo bằng nước dùng gà, trứng và bột mì, bột nếp với lại dăm bông. Chứ thực sự tên là ốc đậu nhưng nó không có ốc mà không hề có đậu, nhưng nó có cái vị rất là mềm và béo giống như là ốc đậu vậy. Đó. Và cái này cũng được ăn rất là nóng, chứ ăn nguội thì nó mất vị rồi. Cảm ơn chị. Chậm chậm. Minh Đức chuyên viên về ông Dương Bồ quê tôi. Cái đặc biệt là có hai thứ rau rất có nhiều hương vị, trong đó thì có cái rau đồng cần cảnh miền Bắc và cái rau mà nó giá ở miền Nam thích ăn đấy. Trong đó có nhiều cái
vị, trong đó có cả trứng, phải có giò luộc. Và cái hình thức mà lộn thì có rất nhiều chất khác. Thì đây là cái món ăn mà nó khác với cái nhiều cái món lộn mà các bác và anh chị từng thấy. Cái lộn này là nó chín hết. Đấy là... Nhưng mà ở miền Nam thì không có diếp, do đó chúng tôi phải thay thế
hoặc là bằng cái cải, hoặc là bằng cái tỏi lóc. Và ở bên trong thì cũng có rau sống, rau thơm, bún, thịt luộc. Chúng ta cuốn xong rồi đó, thì vì là không phải cái diếp, cho nên chúng ta phải trùng hành, thì cộng hành để cột lại. Và khi cột xong thì chúng ta trang trí ở bên trên đó bằng một cọng ngò và một con tôm để thể cho nó đẹp mắt. Ngò xanh, tôm thì đỏ hơn. Và cái nước chấm của nó thì cũng làm bằng đậu phụng, thịt nạc và tương. Cái nếm vừa ăn là được. Cái tương này đó thì chúng tôi còn cho thêm một chút đường, một chút bột ngọt. Như là món cá lóc mà nướng chui. Cá lóc nướng chui thì các học viên đại học hóa của tôi đấy, em có làm cái kiểu nướng chui. Và sau đó là có đến cái món gọi là lẩu mắm. Lẩu mắm thì nó đang ngồi ở, nó đang để ở cái chỗ bàn mâm cơm cao cấp của miền Nam. Cái món lẩu mắm này nó từ dân dã nó lên phát triển lên. Hôm nay em xin giới thiệu về món lẩu mắm. Thì món ăn lẩu mắm này thì em sẽ nấu được chủ yếu là thứ nhất là mắm. Thì mắm mình sẽ nấu như là các loại là mắm sạch, mắm rô và mắm có tiền. Sau đó thì mình sẽ nấu được xương lại lấy cái nước cốt, bỏ vào pha chế các gia vị cộng với lại các cá tươi như là cá mông lao, cá lóc, cá kèo hoặc lươn hoặc cá chạch đủ loại hết. Cộng thêm đó là bỏ cả tím vào, tím thịt ba lợi hoặc là thịt đùi lẫn hạt và mỡ. Kèm theo thức ăn thì gồm có hai chục loại rau sống các loại, rau tươi như rau nướng, kèo mẹ, bông súng, bông sô cửa hoặc rau nước. Đặc biệt rất là nhiều các loại rau mà mình có thể là lấy được trên miền đồng quê. Kèm theo là như là các món ăn kèm thịt tươi như là ốc bươn, mực, thịt bò và tép. Được ăn chung với món lẩu mắm này thì có bún với lại các món chấm như là nước mắm kèm với các mê trứng hòa chung lại thêm bột ngọt, đường và xả bằng nhuyễn cộng với ớt. Rau không khí đủ rất 20 loại rau là gì? Một cái món mà tập trung tất cả những cái loại về vấn đề protein thì có thể là tất cả các loại đều có thể tiến hành nấu chung được với các bạn ăn. Và rau tươi thì tất cả là rau, có thể là rau rau những loại rau mà cũng không rẻ như là rau cà rèo này, rau này rau không xuống hay là những cái loại rau đắng đi. Chúng ta thường có cái câu cũng hát là còn thương rau đắng hoặc sau hè, thì những cái này chúng ta cũng vẫn có thể là ăn chung với lại bên hạt mắm này được. Và mắm đặc biệt á là nếu như ở vùng miền quê mà chúng ta nâng lên là món ăn cao cấp ở cái chỗ là chúng ta kèm theo được nhiều cái loại thịt ở đây, nhưng mà nếu ở vùng miền quê thì không có những cái này, chúng ta chỉ cần con mắm thôi và chúng ta trưng lên là có thể ăn chung với các loại rau này. Thì đây là một loại đặc sản của miền Nam của chúng ta. Thì em xin nói hết. Phải tự mình lấy thôi, đâu có ai mà sẽ chia cho được. Không ai sẽ chia cái này chứ. Cá lóc tươi nấm rơm ạ. Đây là gà và giò sống ạ. Thịt gà nạc và giò sống ạ. Không có xương. Đây là rau, rau cần với rau cải cúc ạ. Rau cần tang, rau cải cúc. Đây là hành. Đây là rau cải xanh. Cải xanh với lại hành là và hành lá. Tất cả các thứ đó
vào trong nồi nước dùng. Cái nồi nước dùng này thì bằng xương cá và xương gà với xương heo đó luộc để nấu lấy nước ngọt lên lên. Đúng rồi ạ. Cho luôn thì lại sẽ mời các bác ra đi một chút xíu mà. Và cái hương vị của cái loại cá nướng này nó hoàn toàn khác với cái lẩu mà chúng ta đang đánh ăn. Thì cái rau cần, rau thạch túc thì là này nó phải được xuất khẩu. Dạ, thì cứ cho nồi cá luôn thì nó cho đổ luôn thì nhiều cái cửa này bỏ cá rồi hết lại bỏ hết lại. Hai cái này có khác nhau không? Hai cái này có khác nhau không? Cái này là miền Bắc, cái miền Nam. Và hoàn toàn khác, cái hương vị hoàn toàn khác. Có mắm được cái bên đó. Dạ. Tiếp theo là hai cái món của hình thức là lẩu đấy, nhưng mà miền Bắc miền Nam hoàn toàn nó khác nhau. Thưa vị, mời các bác thưởng thức nhà dưới. Xin giới thiệu với các bác hai món đặc sản, hai món giống gì? Món đặc sản của miền Nam đó là món gỏi cốc. Gỏi cốc được làm bằng trái cốc tươi ở vùng Long Xuyên. Nhiều người tưởng gỏi cốc là làm bằng thịt con cốc, nhưng mà không phải. Gỏi cốc này đó là bằng trái cốc tươi, được ngâm nước vào đảm bảo giữ nguyên vẹn cái độ tươi sống của nó, nhưng mà khi trộn gỏi thì không có chua như chúng ta tưởng. Tiếp theo là món cá lóc nướng tươi. Cái con ruốc mà tươi đó. Được trộn chung với nhau và cái đủ đảm bảo đủ các cái vị của nó, hạn như là chua, mặn, ngọt và cả tươi nữa. Tươi giữ nguyên kỳ vị, nướng chui thay hồng, mắm nêm tỏi ớt giấm đường, rau sống chuối chát, thấu giòn khế chua, uống xong ai nấy phát thèm, bánh tráng cuốn cuốn tay lừa quên thôi. Đó là một trong những món đặc sản của miền Nam Bộ. Những cái món ăn như là canh khoai mỡ, cá kê, kho tộ, canh bầu cá kê và món tráng miệng tức là bánh trôi nước. Cái bánh cước đầu rán này đó, người ta đang để ở trong cái mâm cơm dân tá ở miền Bắc. Thì bánh đúc đó thì có là lá dứa và có thịt riêu cua đó một chút nữa, các bác sẽ xuống kia sẽ thấy đó. Thì còn các bánh đó, thì chúng tôi sẽ giới thiệu ngay ở cái mâm cơm ở miền Trung đó, là bánh ít, bánh bột lọc, bánh su xê. Thì ngay ở cái bàn này, nhưng mà chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu với các bác đó là những cái món ăn Phương Ninh. Như tôi đã nói đó là
Tôn Nữ, chị Tôn Nữ Cẩm Bàn là người gia đình đã từng nấu ăn cho những cái vị hoàng đế cuối cùng của Việt Nam, cho những cái món mà rất là thích, các vị vua Nguyễn đã rất là thích đó. Là muốn biết một cái bữa ăn thường của vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn. Thì tôi bằng vàng nhận lời, bởi vì như ở đây quý vị đã biết là từ 1949 và 1954 đó thì mở đại thường thường là ở Đà Lạt, nhưng mà mỗi lần về Huế hay là về miền Nam đó, thì về miền Nam thì có hoặc là ông Trần Văn Thưởng hoặc là ông Nguyễn Văn Tâm phục vụ bữa ăn, nhưng mà phần nhiều á thì ông Tâm hay là ông Thưởng đều phục vụ món Nam hoặc là món ăn Tây, do đó mà đại không được thích. Và lúc đó thì thân của tôi đó là làm việc ở văn phòng quốc trưởng, vì vậy cho nên thân hậu của tôi thường hay nấu ăn cho ông Bảo Đại mỗi lần ông Bảo Đại về Sài Gòn. Và nói là món cơm cung đình, nhưng thực sự ra nó rất là đơn sơ, rất là đạm bạc, bởi vì hầu hết người Huế không cứ gì là vua đều rất thích món mắm. Do đó mà trong cái món cơm cung đình hôm nay đó thì gồm có hai món mắm, hoặc là canh cà kình, hoặc là canh cà hanh, hoặc là canh cà đổi, nấu ngọt với thơm mà thôi, và rắc hành ngò lên cho đẹp, nấu rất là đơn giản. Bên cạnh đó thì quý vị nào cũng rất thích ăn thịt phay, thịt phay, tôm chua và rau sống là một cái món cũng rất là ưa thích. Và cái món mặn đó mà quý vị đó ưa thích là hoặc là tôm thịt riêng hoặc là cá bống kho khô, nhưng mà ngày hôm nay đó tôi đi ra chợ thì không có cá bống tươi, cho nên tôi không có mua được cá bống. Cá bống phải thật tươi, và khi mình kho xong đó thì nó phải cong lên như thế này đó thì ăn nó mới ngon. Vì hôm nay không có được cái loài cá bống đó, cho nên tôi thể bằng món tôm thịt riêng. Còn như ăn chơi đó thì cũng đơn sơ thôi, đó là món quại bưởi. Tức ở Huế đó thì có cái trái gọi là trái thanh cà, thì cái tép của nó là khô, còn lớp nhưng mà khô dễ rồi hơn. Nhưng mà mùa này không phải là mùa thanh cà, cho nên tôi làm trộn bằng bưởi Biên Hòa. Thì bưởi tét muối ra, bên cạnh đó thì mực nướng cho vàng, ướp nhỏ xong đó bắt chảo dầu lên, chảo dầu thật sôi, mình đổ mực vào và chiên lại cho nó giòn. Chứ nếu như mà chỉ còn nướng xong đó thì dai, thì quý vị lớn tuổi đó thì có thể là rất khó dùng, cho nên phải chiên cho nó giòn là đây. Và trộn với nước mắm, ớt, tỏi, chanh, đường. Nước mắm, ớt, tỏi, chanh, đường. Và chúng ta tắm lại đó và gói ở bên ngoài bằng lá ổi. Thì cái lá ổi này đó nó có cái hai cái công dụng. Thứ nhất là nó hút nước, và thứ hai là nó thơm. Thành ra cái té của nó thì thấy khô ráo, nhưng mà khi chúng ta sẵn ra ăn đó thì ở trong đó nó ướt át, không có bị khô lắm. Cái món ăn chơi thứ ba là món khối. Đây cùng là nước mắm kho tiêu, và bên cạnh đó thì chúng ta lại còn chêm thêm tiêu hồ, tỏi, và lót ở bên dưới và bên trên là lá chanh đem đi hấp. Từ sân khoáng á, cũng là cái xếp năng lượng để lớn rất là lớn,
305 calori trong 100 gram và vitamin A cũng rất nhiều, vitamin B1, vitamin C, cholesterol thì tương đối ít, có 4,2 trên 100 mg. Cô Thủy Anh là người dạy cái môn mà ra tránh trường Bùi Thị Xuân, kỹ thuật nấu ăn trên đường. Món miếng tần, món miếng lương, món bánh đúc lá dứa hoặc là món đậu phụ, dạ, và món dầu phụ. Món bí tần thì trong đó là gồm có thịt ngà, giò sống, tôm, cua, giả nhuyễn, dạ, và trộn lên miếng gia vị và cho vào trong lòng trái miếng và hấp chín, dạ, và chín tới khi nào mà bỏ miếng nó mềm và coi như là thực phẩm ở phía trong nó cũng đã chín rồi, dạ. Dạ, và món thứ hai của ba mươi tiền bát là sáng thì là món miếng lương, miếng lương, xin lỗi, miếng lương. Thì món miếng lương này là lương được luộc và cái nước lương được lương thì mình để dùng để nấu chung với là miếng hay và muốn cho cái nước lương ngon thì khi luộc lương chúng ta nên cho lát, dùng lát, củ hành và muối để cho nó có hương vị thơm và nó bán cái mùi tanh của lương. Và lương thì được xé ra, sau khi lương chín xé ra xào lại với tí mỡ hành cho thơm và nấu nước miếng, miếng được nấu chung với nước dùng và lương nêm nếm làm. Và là món thứ ba đó là món bánh đúc lá dứa ăn với đậu phụ. Và món bánh đúc lá dứa này thì mình làm với bột gạo và bột tăng năng, ví dụ như là bột kiếm ra bột gạo thì là bột tăng năng, bột năng. Dạ, và bánh đúc thì nó được giòn và ngon và có màu xanh và nhờ màu xanh của lá dứa, lá dứa được giã nhỏ nhuyễn, cắt lấy nước lấy màu và cô ăn cầu ngâm với nước. Dạ, và nước lá dứa thì và nước lên đâm lại khoảng 11 chén thì quậy chung với bột gạo và bột năng và trong đó nó thêm được nhiều vị béo ngon là của đậu phụ và của thịt nạc, tất cả đậu phụ tức là đậu phộng của chúng ta lược ra lột vỏ và thịt nạc của chúng ta thái hạt lược rồi chúng ta cho vào cái nồi, chúng ta quấy, quấy luôn tay và quấy với lửa vừa thì nó sẽ từ từ nó đặc lại. Và bánh đúc lá dứa sau khi nấu xong thì chúng ta đổ ra một cái khuôn tròn, một cái khay và để cho nó nguội lại. Và yêu cầu thành phẩm đó là phải có cái màu xanh cái thơm của lá dứa và vị béo và mềm của thịt và đậu phụ và cái bột ăn thì rất là giòn mềm vừa, không được cứng và không được nhão. Dạ, thì đó là do nhờ có cái nước vôi trong. Ngày nay thì người ta làm, người ta thay vì nóng bằng nước vôi thì họ cho hạt khe ăn rất là độc. Thì ở đây là cô Lan là dùng nước vôi trong. Dạ, và cái này ăn kèm với đậu phụ chiên, chiên vàng và sau đó xào sơ chung với hành. Dạ, tất cả những cái vị hương vị này là của gì đó. Dạ, và tiếp theo đó là ăn kèm với là đậu phụ. Thì đây là được làm bằng người chín tới, chúng ta không nên được mềm quá thì nó không ngon, ăn nó không còn cái độ giòn để ngon. Thì vừa chín tới sau chúng ta sắc lá và xào chung tất cả lại lửa mũi, lửa cá heo, nấm mèo và trứng trắng, cá sần nêm nếm vừa ăn và chúng ta trải ra gói bằng lá chuối và nén thật chặt cuộn lại. Chúng ta có thể làm theo dạng tròn hoặc là chúng ta có thể làm theo dạng dẹp, cái dĩa ra sau cái tròn chúng ta dùng hai cái nẹp tre ở hai bên, chúng ta én nó lại vào thì nó sẽ có cái hình như hình chữ nhật. Dạ, và để thì sau đó mở nó xương ra để lượng là từ khoảng 2-3 ngày chúng ta thích ra ăn. Dạ, thì ăn kèm chung. Và đây là cái hương vị mà mấy ngày Tết chúng ta sẽ gặp và ăn chung với là dưa cải muối chua hoặc là các cái hành củ kiệu muối chua. Dạ, thì nó thêm đậm đà hương vị.
là đưa các bác rồi đó. Thì lúc nãy thì đã giới thiệu cái lẩu mắm. Thì ở dưới kia đó thì các em học viên đấy, các em ấy trình bày rất nhiều món. Trong đó thì đã giới thiệu qua là cái cá lóc nước chui, rồi là gỏi cóc. Cho tôi biết được nhiều cái sắc thái món ăn ba miền
Tôi xin cảm ơn cái bữa đó. Đó là khía cạnh văn hóa. Còn khía cạnh mà thưởng thức ấy, thì phải hết sức cảm ơn. Quý vị như tôi nói ở đây. Hôm nay tôi khi tôi được cái giấy mời của anh á, liền tôi nghĩ tới cái công lao của những người nấu. Hết sức là nghĩ. Rồi hôm nay khi ăn thì lại nghĩ nữa. Vậy thì tôi rút kết luận gì trong cái việc này? Là theo tôi thấy là nãy những giả gợi ý của học giả Trần Bạch Đằng, tôi thấy cái ý đó hay. Là tại sao vậy? Là bữa nay nè, là được cái may là có những người lớn tuổi, mà đàn anh của tôi là anh Sáu Trần Văn Giàu đây, anh nói anh 86 tuổi đó chứ. Tức là ngang hàng cụ Nguyễn Hữu Thọ, vừa mới ra đi một mình không trở lại. Cho nên cái anh Nguyễn Nhã nên làm gấp rút, có thể trong 97 này đó, anh làm một cái cuộc hội thảo hay cái gì đó. Tôi lấy điển hình. Ví dụ như anh Cây Trí đây đó, với cái tầm dốc anh đi với bệnh đó, thì đồng bào ở bên đó họ thương nước, thương nồi đó. Cho nên họ nấu nhiều cái món mà họ ráng cho thiệt là đúng đó. À, cái đó mình phải ghi nhận. Thì chắc chắn là anh Cây Trí, anh hoặc là anh nhớ lại ba cái thứ bên đó, anh gợi hứng cho cái đám sinh viên đó. Còn ông giáo sư Trần Văn Giàu với học giả mà Trần Bạch Đằng đây đó, là trời đất ơi, mấy năm ông đi ruồng ở trong Bưng Quyền á, thì ông ăn toàn cái món thứ thiệt ở trong đó không, mà Bắc Trung Nam nữa. Rồi ở đây mình có ông Toàn Ánh nè, ổ của nếp cũ á, anh thấy không? Còn ăn mà Tây Phương á, Tây Phương mà ăn theo kiểu Việt Nam đó, anh nghĩ vậy? Thì có bác sĩ Ngô Giang Hy lại với anh giáo sư Nguyễn Trung Tú nè, bởi vì nó có mấy món ăn đặc biệt ở trong cái giới mà người Tây á. Vậy thì tôi rút kết luận là anh nên làm cái hội thảo đó xuống. Chứ không tôi nghĩ cô như vậy, chứ đừng nói ai vậy. Chúng ta đưa ngồi ở phòng khách để chờ. Tôi quên ông Cát. Ông Cát mà ông đi bữa nay sao ông quên đem một ông bác sĩ tốt nữa. Là cái người mà họ ruồng ở trong Nam Bộ, anh Nguyễn Nhã. Cái đám giáo sư trẻ đại học của mình không để ý cái chuyện đó. Họ ruồng ở mấy sau năm 45 á. Họ ăn toàn mấy cái món đặc biệt. Tôi lấy anh ví dụ ngoài miền Bắc, anh có về cái vụ là con kỳ nhông cắt ké đó, mà nướng cho thiệt độc đáo, rồi lột da nó, rồi chiên đó. Nó có một cái món kỳ lạ ngoài Bắc đó. Vậy thì bây giờ anh làm gấp. Bởi tôi thường thường cái này mình anh có cho món ăn chứ, với chúng tôi ăn bằng tâm hồn văn hóa chứ không phải tâm hồn ăn uống. Cho nên tôi hay nghĩ đó, anh làm cái đó thì anh sẽ được rút được nhiều ý. Và từ bữa nay này người ta nhân rộng ra nhiều món khác mà mình phải sưu tầm. Quên kể những nhà Đông Phương học là bà là bác sĩ Thức hay là anh Quỳnh Minh Đức và dân dân nữa. Cho nên anh nó luôn cho người ta cái ý nghĩ là tìm thêm nữa như anh nói. Và thứ nhất là vấn đề món ăn tổng hợp từ 54 cho tới bây giờ. Nhìn vô trong đó mình thấy dâu lễ Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ, học trò thầy Bắc Trung ấy. Nó ra một cái thứ ba món mà đáng lẽ anh phải giới thiệu một cái món tổng hợp ấy. Tổng hợp anamic của mình ở Việt Nam á. Ờ cái đó, dần. Đó là tôi nói với anh mấy cái lời mà rất nhanh chóng. Tôi gợi hướng cho anh làm một công tác đó. Tôi còn chúc anh thành công. Và sau cùng tôi cảm ơn tất cả. Hết rồi. Là phục vụ xếp hạng bét. Tôi về cái này nó phục vụ gọi là kinh nghiệm thôi, kinh nghiệm chủ nghĩa thôi. Chứ còn cái mà ăn uống thì tôi ít biết đó. Cũng do cái hoàn cảnh này, cái lịch sử mà. Nhưng mà đồng thời tôi lại gắn bó lại với cái gì ta gọi là dân tộc được. Nhưng mà đó là món ăn của quê tôi. Tôi muốn nói cái đặc điểm này là quê tôi là có ba cái coi như ba thành tố để hợp thành cái chuyện trong cái chuyện ăn uống. Một là người Kinh, tức là người Việt, hai là người Khmer, ba là người Hoa. Ở một cái vùng của tỉnh Rạch Giá ở trong làng đó mà, thì ba cái bộ phận đó chung đụng nhau.
trong cái món ăn nó có cái mật. Thế thì đây là nói cái món ăn đơn giản, chứ không phải món ăn thường dân gian đó, bình thường đó. Mắm khô, canh cua, cá kho, rau, tất cả những cái chưa nâng lên cái gì đó. Nhưng mà từ bé tôi sống ở trong cái đó, có thể nói đến một thời gian đó, cái môi trường này, môi trường ăn uống và khô mắm này chưa phải là dài nhất ở trong cuộc đời tôi. Đó. Nhưng mà nếu sao nó vẫn cứ đeo tôi đó, cho tới tận bây giờ. Tôi nói một cái chuyện vui, tức là tôi sau này tôi đi nước ngoài nhiều lắm, đi làm việc, chữa bệnh, đi du lịch, đi đủ thứ cả. Thế thì gần đầu quá, tôi không có kinh nghiệm, tôi đi khắp xa không ăn được cái gì cả. Tới bữa ăn hay là nhìn thấy là ngán rồi, gà rồi biết, gà rồi thịt bò, ngán sắc, không biết làm sao. Đến nỗi hồi đó tôi ở tại một khách sạn của Trung ương Liên Xô đó, kêu người Xô Viết Tây Gia đó, cái người phục vụ đó gọi tôi là đồng chí hộp vịt luộc. Tức là mỗi bữa tôi chỉ có thể ăn một cái quả trứng vịt luộc, chấm muối tiêu thế thôi, còn các thứ khác là chạy. Thế sau tôi rút kinh nghiệm, tôi đi đâu tôi cũng thủ một cái cao, nước mắm cao đó, và sau phát triển nâng lên một cái cao hơn, rồi tôi mang theo tôm khô. Rồi thì tới mức nữa mắm ruốc xào để trong cái cặp táp diplomatic mà đi thì toàn là những thứ đó. Một lần có một cái chuyện vui, tức là chúng tôi đi sang Cuba, đi theo cái đoàn của anh Linh chính thức đó. Thế thì các anh ở trên khoan ngồi chung với chúng tôi ở Phú Thọ, rồi thì mới coi thật được mấy ông ấy khắp khám phá cái cặp của nhà dân này có cái gì, mà đi xong nghe lĩnh ca lĩnh lục có mấy cái đỏ mở ra thì thấy toàn là những cái hũ mắm ruốc, rồi thì mắm nước mắm cao, rồi thì tôm khô, lại có mấy quả ớt sừng trâu. Mấy cái đỏ tịch thu của tôi một cái quả ớt sừng trâu và bỏ trong túi. Thế tới chừng đi xuống sân bay quốc trưởng mà đi cao cấp mà ông Linh mà bắn đại bác vào qua cái thỏ đứng kế tôi cười, tôi nói thiều tôi nói này, nó lại hải quan nó xét mắt ông, bởi vì trong túi ông đó là trong lúc mà chào quốc kỳ tất cả các thứ của người ta đây mà lại có cái xì râu của tôi ở trong đó, nó nếu mà nó xét cả tóc ông còn gây go hơn được. Có khi đâu mất rốt ra bên này đó không biết, nó tưởng ông đi đồng đồng người ta để nói những cái chuyện đó. Cho nên đó, ở đây tôi muốn nói cái này, nó cái đứng vị trí dân tộc thì vấn đề được khẳng định được. Bởi vì cái Việt Nam này, bây giờ chúng ta đi đâu, tất cả các nơi trên thế giới, nếu là người Việt mà nói tới nước mắm, kiểu nghĩa là không có ai mà từ chối cái đó được cả. Tư tưởng chính trị, quan điểm, thái độ gì đó không biết, nhưng mà nước mắm là đủ hết, quá giải ráo. Bởi vì không thể người Việt Nam không thể sống không có nước mắm. Cái điều khó tưởng tượng, người ta có thể sống không có cái gì khác nhưng mà không có nước mắm, coi như không phải là người Việt Nam. Bây giờ tôi nghĩ rằng bên Mỹ vì tôi vừa rồi tôi mới đi Canada, không thấy nước mắm, không có cách nào khác cả. Nên đã còn là Việt Nam thì cái chỗ này ta là người Việt thì vấn đề là vấn đề dân tộc. Nhưng mà gần đây báo chí nó nêu ra là trên thế giới có ba lớp nền ẩm thực. Thứ nhất là nền ẩm thực Trung Quốc, nền ẩm thực thứ hai là nền ẩm thực Pháp, nền ẩm thực thứ ba là nền ẩm thực Việt Nam. Nhưng qua những cái tổng kết, tức là đứng gì không thích á, chỉ có ba cái thôi, những cái nước khác nó không liệt ở trong cái ba cái này đó. Thì rõ ràng nếu nói Việt Nam thì phải là một cái gì mà mình cứ một loại ăn đậu dữ dằn đó, trừ cái món thịt chó thì có thể trong chừng mực nào đó chứ chung lại cũng phải là cái gì ghê gớm đó. Nhưng mà nó có một cái điều là nó có tự thân đó, nó có mang tính vào ở trong cái phân tích của anh là có đưa cho tôi cái bản là vô chất, nhưng mà sự thật hàng ngày đó, cái xu hướng mà trong cái phân tích phải ăn cái này phải có cái khác để nó hóa giải cái này đại khái trong cái xử lý mâu thuẫn đó, thì cái đó nó tự cổ chứ kia, tức là ba mấy ngàn năm rồi con người Việt Nam là nó không là lý luận đâu. Thế thì cái vấn đề này trong tương lai, nhưng mà bây giờ tôi nhìn trong cái này một khả năng khác, tôi viết một bài báo, tức là
món ăn Việt Nam nhìn từ lăng kính văn hóa và kinh tế. Văn hóa thì dễ rồi, tôi nói nước mắm mà, thì không dễ gì. Nhưng mà kinh tế là một vấn đề. Bây giờ rõ ràng ở trong cái thời mà chúng ta đương sống trong cái thời trong lúc mà mở cửa và đủ mới bây giờ, tự nhiên là người ta đổ vô tay cái gì có thể, con gái Việt Nam đẹp có thể cái gì đó, nhưng mà cuối cùng cái mà động lại vẫn là cái ăn. Cái món ăn của Việt Nam mà tôi thấy con gái thì có người có thể chê cô này lùn cô kia cao đại khái, nhưng mà tôi chưa nghe tôi chê món ăn Việt Nam đấy, món ăn Việt Nam. Nhưng mà dĩ nhiên là món ăn Việt Nam trong cái kiểu chế biến này thì có một cái bất ổn, bởi vì nếu mà công nghiệp đó thì cái này cũng biến khó quá. Ngay bây giờ mình xuất khẩu với cái này đó cũng rất là gây go. Bây giờ xuất khẩu thế nào đây, đã xuất khẩu mà cứ theo kiểu này mà đã qua cái đưa vô bọc ni lông cái là hết ngọt, nó ác vậy đó, nó phải tại chỗ, nó phải hết sức là tươi đó. Thì cái đó thì chưa biết phải có dẫn đến cái đường này như thế nào đây, tôi phải là cái nhà khoa học để xử lý cái này, để có lẽ những chứng cứ về mặt dược lý rồi các anh tính cho nó tốt hơn. Chứ còn tôi thì tôi chịu, bởi vì nhưng mà tôi biết cái này, nếu ta đưa được ít ra 90% cái chất mà ta có ở đây. Nhưng mà cái này là một chuyện phức tạp và đòi phải có cái nghiên cứu rồi á. Sắp tới tôi nghĩ rằng là tại sao chúng ta không tiến hành những cái liên doanh với nước ngoài về chuyện ăn uống, và bây giờ cũng phải không nên đặt cái này hay chỗ nào có người Việt Nam thì mới có món ăn Việt Nam. Bây giờ chỗ nào đường máy bay mà bay tới nhanh nhất, mang cái đồ tươi sống tới nhanh nhất, chỗ đó là chứ không nhất thiết là có người Việt Nam, bởi vì đối tượng không phải là chỉ là người Việt Nam, có người Việt Nam nhưng mà không phải duy nhất. Bởi vì nếu người Việt Nam thì vẫn chia sẻ là làm nó trở thành một cái gì, có một cái tính chưa triển khai để mở rộng, thì đó là một cái chuyện rất là quan trọng. Cho nên tôi ủng hộ cái chương trình của các anh của Nguyễn Nhã là của Đại học Hùng Vương là cố gắng để đặt cái này lên một trình dẫn mới cao hơn. Thì cái này trong cái khả năng của tôi có thể tôi làm cho cái chuyện đó đi tới một cái mức hiện thực. Thì cái đó tôi xin hứa và tôi nghĩ rằng là tôi làm như thế cũng là một cái cách kinh doanh, một cách khai thác cái tiềm năng của đất nước ta trong cái cuộc kháng mới. Xin hết ạ. Thì hồi tôi nhỏ thì cứ thấy các cụ nói rằng là ở nhà Tây mà ăn cơm tàu. Thế bây giờ lớn lên thì sau khi cũng được đi đó đi đây thì tôi thấy rằng là câu đó không đúng. Nhà Tây đó không phải là cái nhà mà ở tốt nhất. Phải công nhận rằng là khi mà đi đến các nước ấy, thì mình chỉ biết qua các khách sạn. Thì phải công nhận rằng là trên thế giới ấy, khách sạn mà sạch nhất, đủ tiện nghi nhất là ở bên Nhật. Thì phòng thì nó bé thôi, nó không lớn, nhưng mà nó sạch một cách không thể tưởng tượng. Và nó đủ, dù là hạng không phải là hạng cao, hạng mắc tiền, cũng có điện thoại, cũng có phòng tắm, mà ngày nào họ cũng thay những cái khăn giải giường rồi khăn lau, khăn mặt, khăn tay, khăn tắm. Thế còn mà ăn cơm tàu ấy, thì tôi thú thực rằng là nếu mà ngày nào cũng ăn cơm tàu ấy, chắc là không ai mà thọ được. Vì cái không biết là họ điều chế thế nào, họ làm ra làm sao mình không có được biết. Nhưng mà riêng cái việc ăn thôi đó, mà nhất là thấy rằng là cứ đi dự những cái bữa cưới bây giờ đã đơn giản, nhưng còn phần nào cứ 7 món, nhất định là cứ phải 7 món. Thì là đến cái món thứ 5 là đã bắt đầu là chới với, không thể nào ăn được nữa. Và lúc đó thì không cần biết gì nữa. Thế thì khi mà được ở bên Pháp trong mấy năm, trong 5 năm đó, thì lúc đó ở Paris cũng có rất nhiều, đã có rất nhiều tiệm cơm Việt Nam. Có rất nhiều tiệm cơm Việt Nam. Và buổi trưa đó thì vì rằng là công việc của mình đi học đi hành, cho nên buổi trưa thì là ăn theo lối ăn cơm Tây. Nhưng mà đến buổi tối đó nó thong thả hơn đó, mà nếu mình lại đi ăn cơm tây thì nó phải một cái là nó xót ruột, nó không có ớt, nó không có những cái gì thực là mặn, chắc là nó bỏ rồi, thế nhưng mà
nó gọi là xót ruột, tức là mình thấy nó thiếu cái gì đó là phải chạy đi vào mấy cái tiệm cơm Việt Nam. Thế thì cái tiệm cơm Việt Nam mà có thể nói gần như là bình dân đó, nhưng mà rất ngon, là cái tiệm tên nó là Nam Định, nó ở cái đường gọi là đường của trường Bách Khoa đó, ở trong cái khu Latin. Thì cái ông mà chủ cái tiệm đó là một ông người Bắc, ông ấy quê ở Nam Định. Thì đến cái năm 39 thì là ông ấy đi sang Pháp, là bởi vì ông ấy hồi đó Pháp nó mộ những cái người mà sắp sửa đánh nhau á, và sắp sửa đánh nhau đến nơi với Đức thì là nó mộ những cái người ở Việt Nam sang bên đó, không đánh nhau nhưng mà là đi để mà hậu cần. Thế thì ông sang rồi sau thì Pháp chưa đánh được gì cả thì đã thua rồi, cho nên rằng là ông được giải ngũ, ông mở một cái tiệm thì phải công nhận là rất ngon và rất rẻ. Tôi cứ nhớ mãi là, mà không phải mình tôi, tất cả các du học sinh hồi đó đều nhận thấy như vậy. Thì tôi cứ nhớ mãi là, mà không hiểu làm sao ông ấy kiếm được những cái nguyên liệu để mà làm những cái món ăn như vậy. Cá rô nấu với rau cải, với lại đậu rán rửa kho, tôi bảo cái này là y như là ở bên nhà vậy. Nhưng mà xin nhắc rằng là xin mách nước này, có lẽ các anh các chị biết hết cả rồi. Cá rô nấu với rau cải mà ăn với lại đậu rán rửa kho, mà nếu mà nấu thật tốt, ngon hơn là yến vây. Sợ nhất là những cái món, cái yến thì quả thực tôi có được trong đời ăn được đâu một hai lần, tôi không thấy nó ngon được cái chỗ nào cả. Thế nhưng mà cái những cái món tầm thường như vậy, thế rồi thì là đậu nhồi, dưa thì cố nhiên là mua cái dưa rau cải của Pháp ấy, nấu ăn rất ngọt mà rất rẻ. Cơm tây đó thì chắc là bổ, nhưng mà chóng chán lắm. Buổi trưa mình phải ăn thôi, nhưng buổi tối mà không ăn cơm ta đó thì tức là không thể nào mà chịu nổi. Thành ra là người ta cứ nói rằng là ở trên thế giới chỉ có hai cái loại cơm là cơm Pháp với lại cơm của Trung Quốc. Thì theo những cái ý kiến của những cái người Pháp mà tôi quen biết ấy, thì họ nói rằng là họ cũng rất sợ cái món ăn của người Hoa, của người Trung Hoa, và họ cũng thích những cái món ăn của mình. Cái chả giò thì nó là một cái đặc biệt của miền Nam, ở ngoài Hà Nội thì gọi là chả Sài Gòn. Những anh em nào ở đây mà quê ở ngoài Bắc thì đều nhớ rằng là cái chả giò đó thì ở ngoài Bắc gọi là chả Sài Gòn, thì là cái chả giò là cái mà họ thích nhất. Còn cái nem thì tức là nó chung cho cả nước thì họ thích nhất là cái đó, với lại cái họ gọi là charcuterie đó. Nhưng mà phải công nhận rằng là cái chả quế của mình á, hay chả lụa hay giò lụa đó, hay là giò thủ đó, giò bì của mình á, thành thực mà nói đó, nó ngon gấp mấy lần những cái charcuterie của Pháp, tức là pate, ngay cả răm bông, hay là nó gọi là cái gì nữa, cái loại như vậy, nó cũng là một thứ pate như vậy, thì nó ngon hơn nhiều. Cái pate đó thì chính cái anh chủ tiệm anh bảo với tôi, thứ tối nào cũng đến ăn, là nhà cái thân anh ấy nói, anh bảo cái pate này là tôi lấy cái đầu thừa nuôi thèo của cái tối hôm trước, em vứt nó đi thì nó không kinh tế, thì tôi mới giã nó ra rồi thì tôi làm pate đấy. Thành ra là tôi biết ngay rằng là, mà quả thực là anh không đau bụng là may rồi. Charcuterie của Pháp không thể nào so sánh với lại cái chả của mình ở đây cả. Nhất là Sài Gòn bây giờ rất nhiều tiệm chả rất ngon. Cái đặc biệt lúc mà trông thấy nó thì tôi no mất rồi, thành ra không thể nào ăn được nữa. Nhưng mà cái chả này chắc là chả quế này thì đặc biệt vô cùng. Thành ra là tóm lại đó là mình có những cái ưu điểm, nhưng mà người Việt Nam thì có một cái, có lẽ là nó do cái vấn đề lịch sử gì đó, cho nên mình cứ cho rằng là những cái người của người nước ngoài là nó hơn mình. Rốt cục lại thì mình thấy rằng là mình không có cái gì mà phải tự ti mặc cảm cả. Mình có những cái rất đặc biệt. Đây là một cái thí dụ là về các món ăn Việt Nam. Nhưng mà kể về nhiều thứ nữa, về cái ngôn ngữ của mình, tiếng nói của mình, lịch sử của mình, con người Việt Nam nữa. Con người Việt Nam có những cái đức tính. Chúng ta là bây giờ thấy rằng là nếu mà so sánh tất cả các sinh viên, học sinh ở trên thế giới hiện bây giờ đó, thì phải công nhận rằng là đã đành là nó có những cái trường hợp khác biệt.
Nhưng mà nói chung ấy thì là sinh viên học sinh của mình vẫn còn là ngoan ngoãn, vẫn còn kỷ luật hơn là ít ra là hơn học sinh Pháp. Bên kia thì nó tất cả các nước có lẽ chỉ bên Á Đông này này thì còn là có lẽ mình với Nhật hay gì đó hay là Đại Hàn hay gì đó thì là sinh viên học sinh còn giữ được cái nền nếp, cái truyền thống, tức là thầy coi như là bố. Thành ra là tóm lại đó thì là đi dự cái bữa hôm nay ấy thì nó lại vững tin, nó vững tin rằng là cái lớp mình ấy trông lên thì có lẽ không dám là bảo là nhất nhì, nhưng mà nhìn xuống thì cũng còn có nhiều nước nó ở dưới mình. Thì đó là anh cảm ơn anh đã cho tôi cái bài học về yêu nước. Là cảm ơn. Cái món cũng không phải là cầu kỳ, nhưng mà cái chủ nhân mà đãi chúng ta một cái món đặc biệt Việt Nam ấy thì có lẽ có nhiều người thú hơn. Cái món đó là cầu nhục. Chó xui lắm mà mày. Sơi thì chó ấy, không có phải là sơi một con đâu, sơi một con thì thèm lắm, ăn không ngon, phải sơi hai con, một con chó ngon cho có cái chất ngọt và một con chó già để cho nó cái chất bột. Mà nói đến nấu thịt chó thì không đâu bằng chùa dặn, cho nên ở vùng chúng tôi là có cô Cà Lao là em là con gái phụ tử lấy chồng trả của theo sư chùa Viền, cho nên là cái chùa ông chùa dặn đó đói ăn thịt chó nấu riềm bán rau mảnh bát lấy tiền nộp keo, ví dụ có thiếu bao nhiêu xin làm đừng có cắm leo dụng chùa. Thế là ở vùng chúng tôi còn có câu nói là thịt chó hôm nay nấu ngon đến nỗi sư phải vào chùa mà ăn. Thế là, hiểu rằng là chúng mình cứ chê cái thịt chó ấy, bây giờ cứ ăn đấy. Kinh nghiệm quý vị mà sơ thịt chó ấy, quý vị đầm xìa răng trong 3 hôm, mồm nó cũng không phớt. Nếu quý vị ăn thịt heo ấy, mà quên xìa răng chiều hoặc sáng sau thế rồi. Cái thịt chó nó cái đặc biệt như vậy. Bây giờ chúng tôi cũng là mình chủ nhân đãi mà mời nói thì cũng phải nói 5-3 câu gì đó, đứng lên thì cứ không nói cái gì. Thì chúng tôi chỉ phát biểu rằng là mong nhầm bao giờ có một bữa tiệc của chủ nhân ngả một con chó là mời anh em đến để kiểu thích món cổ nhục thì có lẽ cũng làm cái thú vị lắm. Nghe này, tôi xin kể 3 câu chuyện. Khi tôi thăm con tôi ở Bỉ á, thì con gái tôi là bác sĩ nhưng mà lấy chồng mình, thì nói này, các bạn của chồng con nó ghen lắm. Làm sao? Bởi vì là nó lấy được vợ nấu cơm Việt Nam, biết đủ biết là người ngoại quốc, không phải người ta chê cơm Việt Nam. Nhưng mà cái tôi muốn trình bày với các bạn nghe á, là trong bữa cơm nay thì tôi nhớ đến ngày tôi còn bé, cái đó là cái thú vị. Ngày bé thì nhà quê học trường làng thì không có cái thú gì bằng đến mùa hè thì đi cắt bắt cái gì anh chị biết rồi, mùa lúa mà nó chín thì ăn bắt cái con cao cao đi để rang ăn tuyệt vời. Nhưng mà cái không tuyệt vời bằng thì là đi bắt cò. Ở làng tôi thì nó có một cái tre rất cao mà cò mua đắt tiền thì con đâu thì bắt cò về ăn. Tức là nói thế này là những món ở nhà quê Việt Nam ở Kinh Bắc, tôi ở Bắc Ninh thì có một cái món mà nếu mà nhà nào không có thì nhà đó rất là gay go, là món tương. Mỗi nhà phải có một chung tương, và những cái mùa lụt thì chỉ cần có một chung tương là đủ hết. Thế khi mà tôi đi học trường làng đói thì tôi về với chú tôi là ông Nguyễn Tự, thì hai chú cháu ăn cái gì? Ăn cái dưa chua trưng với mắm tương thì tuyệt vời, bỏ một tí mỡ vào ăn với cơm nguội. Cứ là cái cơm nắm hỏng rồi ăn với cơm nguội không mà tôi quên không. Thế rồi tôi lại thích ăn mắm tôm. Thế xin kể chuyện một chuyện vui. Thế ở làng tôi có 3 cái đồi, một đồi là chùa, dưới chân chùa có chợ, còn cái đồi giữa thì là có trường học tôi đi học, còn chuồng thứ ba núi thì là để thờ vị danh nhân, tức là văn miếu tiến sĩ cử nhân. Thành có thường thường những cái 5 ngày thì có 1 phiên chợ chính và 1 phiên chợ xét, thì chỉ có phiên chợ chính thì nó có bán 4 món tôm
Thế thì tôi đi mua mắm tôm, nhưng mà đến nghe tiếng trống thì chạy về. Thế để cái mắm tôm với lại cái bút trong cái ô để đóng lại. Đến về giờ về nhà mình ăn thì nó thiêu. Thế là câu chuyện sổ mò lại, cái chuyện nhỏ nhỏ nhắc lại. Là bữa cơm ngày hôm nay làm tôi nhớ lại những cái rất là đơn giản, nhưng mà nó không bao giờ quên được. Đấy, cái cảnh này của bé ăn cơm Việt Nam. Và cảnh đó chắc chắn đi đâu và sống bao nhiêu tuổi cũng không quên được. Nói thế là gì? Là mỗi một dân tộc có một cái nền văn hóa mà trong ăn uống văn hóa. Thì dân tộc nào chắc cũng nói một chút này. Đặc biệt. Nhưng mà dù sao á, lúc là tôi cũng đã tiếp khách người ngoài nhiều nhiều. Nhưng mà người ta ít nói những cái cơm Ấn Độ mà ăn ngon. Tôi sợ lắm. Rồi cơm ở Phi Châu cũng lại tôi sang bên đó rồi. Thế còn cơm tàu các bạn nói chị rồi. Thì tôi xin đề nghị cái này, cũng mong thôi. Là xin để bác Bạch Đằng. Tôi biết nếu có khi mà chúng tôi trường vận động với lại Bộ Văn hóa và Bộ Giáo dục tôi mở cái khoa này ấy, thì cũng nhìn thấy đây là gì, là thể hiện cái Hùng Vương tôi mới gì cả. Thì Chủ Vương phải thể hiện cái gì của Hùng Vương. Nhưng mà tôi không biết là những nhà khảo cổ như là Nhã, tôi biết là thời xưa có vua Hùng ăn gì không nhỉ. Đấy, nếu biết được cái đó thì hay. Đấy rồi, không phải cái nữa cơ. Ở người trên Mường thì đúng. Chúng ta biết cái dân tộc là còn sách sử nào cũng nói. Tôi xin đề nghị nếu chúng ta muốn nghiên cứu về ăn uống Việt Nam thì ta phải lên nghiên cứu của dân tộc Mường. Thế mới đúng. Cũng như là Nhã có nói là các sách sử ngoại quốc, Trung Quốc nói là chúng mình hay làm lễ hội vào ngày mùa thu chứ không phải mùa xuân đâu. Thì có phải là dân tộc Mường làm lễ hội vào mùa thu không? Thì tôi thường nói là ngay ở trong trường cũng vậy, nói về kinh tế cũng vậy, nói về thương mại cũng vậy, nói về kỹ nghệ cũng vậy, và nhất là nói về kinh doanh. Thì tôi thường nói này, chúng mình đừng quên đó, là mẹ của mình, bà của mình, cụ bà của mình kinh doanh rất giỏi. Vì chính các cụ nuôi các cụ ông của cụ bà. Mà không kinh doanh thì không thành công đâu. Mà các anh Bạch Đằng có biết là ở trong biển miền Nam này rất nhiều các bà rất giỏi về kinh doanh. Vậy thì tôi xin đặt cái vấn đề này. Là trường là trường của Vương. Thì anh Thông đã đủ đóng có ý kiến này. Thì tôi đề nghị là cái người có sáng kiến á thì phải làm thôi. Chắc bằng phải làm à. Bây giờ anh Phong lại có chị rồi nữa thì không chứ nói nữa, không chạy được rồi. Anh phải làm thôi. Và nhờ các bác, các anh, các chị đây thì chúng ta sớm nên mở cái khóa. Và trong chờ đợi gì? Trong cái chờ đợi thì tạm sao chúng ta không đặt để liên hệ với các khách sạn. Có muốn ăn món Việt Nam thôi, đến Hùng Vương mà đặt. Thì các vị làm nhóm để ăn Hùng Vương, làm tiền luôn đi, kinh doanh mà. Đừng có chờ, có sợ, cứ phải cứ nuôi nghĩ lại, làm đi, làm đi. Tôi là người y khoa mà mổ xẻ, mổ là mổ à, chứ còn nghĩ coi gì nữa, làm đi thôi. Đấy, điểm cuối cùng thì xin thưa thế này. Là thế này, ở trường thì có cái các bác Bạch Đằng, các bác ở trường có nội san thì xin các bác viết ngay về vấn đề ăn uống Việt Nam trong nội san đi và viết theo hướng khoa học, vừa văn hóa vừa khoa học, làm ngay đi thôi. Đấy, đấy cái lời chân thành xin cảm ơn Nhã và cũng như là coi là thể có thể nói là Nhã cũng là dù sao cũng là người của Hùng Vương, thay mặt Hùng Vương cảm ơn Nhã, chị Nhã. Nhưng mà tôi lòng tôi rơi ghen vì tất cả món ăn đều các chị cả. Vì tôi không được vợ tôi nấu ăn cho được. Nhớ quá. Cảm ơn. Dành cho chúng tôi là vì các bác mà đã tuổi đã cao mà không phải đi đường xa đến đây mà còn kéo dài thế này. Như là bà bác thấy như có nói đó là chúng ta phải có một cái triển khai đó, phát huy lên đó. Thì chúng tôi cũng vừa nhận được cái tin thứ nhất đó là anh giám đốc của khách sạn Bến Nghé vừa rồi đã gửi chúng ta đó là anh đang công khai đó thành cái rất đông đắc rất nhiều cái món ở đây và anh nghe nói rằng là nhiều cái món mà là đúng là thiệt đấy, là thiệt đấy, và anh rất là đông đắc và thích nhất là các món Bắc và món Trung hôm nay đó. Thì anh ấy muốn rằng là đến lúc nào đó thì cũng muốn có sự hợp tác và ở đây thì cái người mà anh tổng giám đốc Trần Hùng Việt khách sạn Bay Giao Tích ở đây như thế đó cũng thấy được rất tâm đắc và chúng tôi mong là với sự coi như là cái chỗ dựa của là bác Trần Đình Đảng chúng ta cùng với nhau
để chúng ta cùng phát triển thật lên, phát huy thì là điều mà bác đi vừa nói. Bắt đầu các bác và các anh các chị ngày 20 tháng chạp xin đại thể xã chúng ta sẽ tổ chức một tuyên cự như này. Mời bác sư Châu không ạ? Bác sư Châu ấy ạ? Bà cho tôi xin cái bao thơ nãy đó tôi gửi cho nè. Thành về. Dạ. Chị Ba Bảnh là vừa đăng ký Việt Nam, vừa nghe nhạc Việt Nam và vừa ăn món Việt Nam. Anh biết là nó nói chưa bao giờ mà mình nhà hàng lớn lắm đâu, phải là năm sau mà chưa bao giờ có số mà đông khách như vậy. Và đầu tiên đó là nó tính như là 10.000, sau đó tăng lên 20.000 và tôi ra ở một tháng. Qua thế thì mới là Việt Nam thôi. Thật ra sao đó vừa rồi phải nhận tiền từ những cái như vậy là 3 lần rồi. Làm từng lễ món ăn Việt Nam là có những món này không ạ? Thì mình cũng có một cái Bắc Việt Nam là trong quá trình mình làm thì như vậy đó. Để tôi chưa nghĩ là phải cần phải làm phong phú hơn. Không, mình phải tính giống như hàng năm rồi mình phải mua những cái tập mình lưu lại rồi. Dạ. Cái này tôi sẽ ghi lại cái gì? Ghi lại hết. Tôi sẽ ghi hết, chụp hình hết cả rồi. Chụp hình anh Thu An chụp hình. Thank you.